Thường là các doanh nghiệp Việt Nam không nhận được sự đánh giá cao từ các khách hàng đối tác nước ngoài. Thì chúng tôi muốn thay đổi điều đó bằng việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. Chúng tôi đã mang đến triển lãm hôm nay các sản phẩm trong hai lĩnh vực là như các anh chị đã thấy thì lĩnh vực gia công cơ khí chính xác và lĩnh vực thiết kế chế tạo máy. Thì chúng tôi muốn trưng bày và giới thiệu đến các khách hàng thấy được những cái sản phẩm mà chúng tôi kinh doanh, từ đó có cái nhìn khác biệt hơn về cái ngành công nghiệp của Việt Nam. Sau triển lãm này thì tôi hy vọng sẽ có được nhiều khách hàng hơn tìm đến với chúng tôi. Tôi thấy thì cái quy mô của triển lãm thì khá là lớn, thì ban tổ chức cũng khá là kỹ càng trong cái việc hướng dẫn các doanh nghiệp. Tuy nhiên chúng tôi lần đầu tiên tham gia thì cũng mong muốn là sẽ có cái sự hỗ trợ nhiều hơn nữa đối với những lần sau.